Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Mình là Thương Bền và hôm nay là bài thứ 6 nằm trong chuỗi bài tập yoga dành cho người mới. Chúng ta sẽ học một bài ngắn ngày hôm nay về cách tập chuỗi sân Salutation B, chuỗi chào mặt trời B. Sẵn sàng chưa? Trải thảm ra và bắt đầu thôi. Nào, từ vị trí này, bạn hãy di chuyển lên đầu thảm. Hai mũi chân khép, gót chân mở ra, mắt nhìn thẳng về trước và đứng trong tư thế trái núi. Bạn khuỵu nhẹ hai đầu gối và đẩy thắt lưng, đẩy phần hông, phần xương cụt của bạn ra sau. Nhìn xuống và thấy đầu gối không vượt quá mũi chân. Đừng ngưỡng mông ra sau mà hóp bụng và giữ thắt lưng thẳng, các ngón chân nâng lên. Hít vào, vươn hai tay lên trong tư thế cái ghế, kéo thẳng người từ các ngón tay tới phần mông, đưa thành một đường thẳng. Hít sâu, thở ra chắp tay, thẳng cối và rạp dài người xuống. Hít vào, đưa người ngẩng mặt nhìn lên, thở ra rạp dài xuống sàn. Từ đây bạn bám chặt hai chân và bước hai chân ra sau trong tư thế plank pose, đổ rạp người xuống sàn, lật lồng ngực, uốn lưng và ngẩng mặt nhìn lên trong tư thế rắn hổ mang, rồi nhón chân đẩy dài người ra sau trong tư thế đào đó, thở ra. Gót chân phải của bạn đạp vào phía trong, mũi chân trái chỉ chéo về phía trước khoảng 45 độ và bước chân trái lên giữa hai tay, bước lên đầu thảm luôn. Chân trước đặt chắc dưới sàn, bàn chân sau đạp chéo dưới sàn, nhìn về phía trước. Hít vào, hai tay chắp, vươn lên, rướn dài người, mở lồng ngực, rướn lưng lên, đầu gối trước quỵ, tay vươn lên trời, thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Bạn nhón mũi chân sau và rút chân trước ra sau trong tư thế tấm ván, đổ rạp người xuống sàn. Hít, uốn lưng trong tư thế rắn hổ mang và đẩy, thở ra trong tư thế đào đốc, thở hết ra. Đó là nửa vòng của chuỗi sân Salutation B. Bây giờ mình sẽ tập cho chân bên phải. Bạn đạp gót chân trái vào phía trong, mũi chân chỉ chéo 45 độ của bạn đạp nguyên bàn chân dưới sàn và bước chân phải lên giữa hai tay, duỗi lưng nhìn về trước, hai tay bạn chắp. Hít vào, nâng người vươn lên, mắt nhìn theo tay trên trời, vươn cao người. Thở ra, đạp hai tay xuống sàn, nhón mũi chân sau và rút chân trước ra sau trong tư thế tấm ván, đổ rạp người. Hít, uốn lưng lên trong động tác rắn hổ mang và đẩy ra sau trong tư thế đào đốc, trong tư thế chữ úp mặt. Thở ra, từ đây khuỵu hai đầu gối nhìn về trước, bạn có thể bước hoặc là nhảy lên. Vòng này mình sẽ bước trước, bước hai chân lên đầu thảm, đạp xuống, thở ra, hít vào, thở mạnh, vươn lưng nhìn lên, thở ra, đạp dài người xuống. Từ đây bạn khuỵu đầu gối, đưa hai tay ra sau, siết bụng và chỉnh thắt lưng, xuống sàn. Hít vào, vươn lên trong tư thế cày ghế trở lại, duỗi dài các ngón tay và thở ra hai tay chắp, thẳng lưng và đứng thẳng lên. Đó là một vòng của chuỗi sân Salutation B. Mình tập lại một vòng nữa. Trong vòng này mình sẽ tập động tác up dog, khác với động tác cobra, đó là bạn giữ phần hông này, phần bắp đùi này dưới sàn. Đối với động tác up dog thì bạn nâng hết phần này lên luôn. Mình sẽ dạy kỹ hơn về động tác này trong chuỗi bài tập cách tập và các lỗi sai thường gặp khi tập các động tác yoga. Bạn nhớ theo dõi về chuỗi bài tập bên kia nha. Bây giờ mình sẽ tập chuỗi sân Salutation B với nhảy ra trước, chạy về trước về sau, động tác up dog. Nào, bắt đầu thôi. Mũi chân khép, gót chân mở, mắt nhìn về trước. Hít vào, khuỵu gối, hóp bụng, chỉ thắt lưng, vươn hai tay trong tư thế cày ghế. Thở ra, rạp người xuống, nhẹ lưng. Hít vào, nhìn về trước, thở ra, rạp dài xuống và nhảy hai chân ra sau trong tư thế tấm ván, đổ đạp xuống sàn, lật người trong tư thế up dog, tư thế chó ngẩng mặt và đẩy ra sau trong tư thế down dog.
gót chân phải đạp vào trong, bước chân trái lên giữa hai tay, nhìn về đầu thảm, hít vào, hai tay chắp vươn lên, thở ra, đạp xuống sàn, rút ra sau, tư thế plank hâu, đổ thảm ngồi xuống, up dog và down dog. Đổi về, đạp gót chân trái vào trong và bước chân phải lên giữa hai tay, nhìn về đầu thảm, hít vào, vươn hai tay, rướn hai người lên, thở ra, đạp hai tay xuống sàn, bàn tay rút chân trước ra sau, tư thế tấm ván, chaturanga, hít vào và thở ra, down dog. Đẩy người ra sau. Bạn có thể giữ đây trong vòng 3 hoặc là 5 nhịp thở. Khuỵu hai đầu gối, nhìn về trước và nhảy hai chân lên đầu thảm. Ra xuống, thở ra, hít vào. Ngẩng mặt hướng lưng nhìn lên. Thở ra, ra xuống sàn. Khuỵu hai đầu gối, hít vào. Vươn lên trong tư thế cái ghế, vươn lưng. Rồi thở ra. Cài chắc trước lồng ngực, thở dài ra. Đó là chuỗi sân salutation B. Bây giờ mình sẽ tập lại một vòng nữa. Mọi người cùng tập theo nha. Mũi chân khép, gót chân mở, hai tay mở rộng đứng trong tư thế trái núi, khuỵu gối hóp bụng, hít vào vươn lên trong tư thế cài ghế, rướn dài người lên, thở ra. Đạp xuống, giãn lưng, hít vào, nhìn về phía trước, thở ra, đạp dài xuống sàn, nhảy hoặc bước ra sau, trong tư thế tấm ván, đổ rạp chaturanga, hít, up dog, ngẩng mặt rướn lưng, thở ra, down dog, đẩy ra sau, gót chân phải đạp vào trong, và bước chân trái lên đầu hạng lên giữa hai tay, nhìn về trước, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn dài người lên, thở ra, đạp hai tay xuống sàn, nhón mũi chân sau và bước ra sau trong tư thế tấm ván chaturanga, hít vào, up dog và thở ra, down dog. Để dài người ra sau, gót chân phải trái đạp vào trong, bước chân phải lên giữa hai tay, nhìn về trước, hít vào, vươn lên rướn cao, tay vươn người dài, xoay hết mặt về trước, thở ra, đạp xuống sàn, nhón chân sau, plank, chaturanga, up dog, và down dog. Thở dài ở đâu đó, 3 nhịp thở. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về đầu thảm và nhảy lên đầu thảm. Đạp xuống, thở ra, hít vào. Ngẩng mặt, rướn lưng nhìn lên, thở ra, đạp dài người xuống sàn, hít vào, khuỵu gối, vươn hai tay lên, trong tư thế cài ghế trở lại, và thở ra thẳng lưng, hai tay chắp trước lồng ngực. Đó là chuỗi sun salutation B, chuỗi chào mặt trời B. Chuyển động tác này cực kỳ tốt cho phần warm up. Mới tập có 4 vòng thôi mà mồ hôi ok đầm đìa rồi. Để biết kỹ hơn và để tập chính xác hơn chuỗi động tác này thì bạn nhớ xem cái nhóm bài tập cách tập và các lỗi sai thường gặp khi tập động tác yoga mà mình viết ở bên phần dưới. Nhớ xem và tập kỹ từng động tác trước khi gộp lại trong chuỗi này. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau. Namaste!